Xuân về là khi lá thư mang nỗi niềm của người con xa quê gửi tới bố mẹ. Bố mẹ kính yêu, năm nay còn trực ở đơn vị nên không về đón Tết cùng gia đình được. Ừ, mẹ đây. Là được nghe giọng nói thân thương từ phương xa. Ăn Tết sung túc lắm mẹ ạ. Hay niềm hân hoan khi được chúc Tết những người thân yêu đúng khoảnh khắc giao thừa. Chúc cả gia đình mình an khang thịnh vượng. Công nghệ được sinh ra để nối liền những khoảng cách. Với mạng 4G Viettel phủ sóng rộng khắp, dù bạn ở nơi đâu, sự kết nối sẽ luôn vẹn tròn để Tết ngập tràn yêu thương.